Kính thưa cô chú và anh chị em đã trở lại số video tiếp theo của chúng em. Hiện tại chúng em đang có mặt vào buổi tối tại Gạch Giá, đền thờ của Nguyễn Trung Trực. Nơi đây là nơi căn cứ địa điểm, nơi tổ chức phục vụ bà con giáo đêm. Giờ đây mời quý vị cùng tham khảo qua đôi nét hình ảnh làm từ thiện của người đến bố. Cô gái có thể là về thêm là mấy ngàn người nữa đó. Nếu mà mình không thể đến đây chung vui cùng với người dân ở tỉnh Kiên Giang thì có thể xem trên các để cơm ban đêm để cháo, cái gì cũng đãi, buổi trưa thì đổ bánh xèo, tại bên nào cái gì cũng đãi hết trơn á, tinh thần phục vụ. Là đoàn mình ở đâu ý chú? Ở quận An Phú, phục vụ 24/24 luôn. Là hết cháo rồi thôi chứ không kể lúc mấy giờ luôn hả? Là đãi ở đâu chú? Xã Mỹ Thuận. Xã Mỹ Thuận huyện đất. Thôn đất. Kiên Giang. Kiên Giang. Rồi số lượng mà đã nhiều không? Số lượng nhiều không? Tại sáng giờ cũng nhiều lắm, không biết số lượng nhiều. Đây là cô tên gì? Bích. Dạ, cũng ở Thôn đất hả? Dạ, quý vị những đại nước cho bà con miễn phí từ là ngày 25 tới ngày 28. Thì ngày nay bình quân là của đội đại nước của bên Phật giáo Hòa Hảo của xã Mỹ Thuận. Em niềm vui cho mọi người á, với lại là mong muốn truyền đi những cái tích cực nhất đến cho tất cả mọi người ở mọi miền và có thể đến Kiên Giang cùng chung vui đến người dân ở đây. Có một cái sự mến khách là thêm nữa là để thể hiện được cái lòng biết ơn đối với người anh hùng. Xin thưa quý vị, chúng tôi nhìn thấy cái sắc phục của đoàn thanh niên ở Kiên Giang thì đang phát hương cho bà con thập phương cúng. Như vậy thì không biết em nó là tự nguyện hay là có sắp xếp gì ở trong ban không? Vậy em cho chúng tôi được biết nữa ha. Dạ, em làm việc này là tự nguyện ạ. Tự nguyện này là có cái cá nhân của cưng hay là trong cái đoàn thể không cưng? Dạ, ở trong đền, xuất phát từ trong đoàn thể ạ. Quý quá à. Chiều xuống đứng bên tàu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ, Kiên Giang mình đẹp làm sao. Dạ em xin hết rồi. Xin cảm ơn em rất là nhiều. Thưa quý vị, kính thưa cô chú và anh chị em đã trở lại số video tiếp theo của chúng em. Hiện tại chúng em đang có mặt vào buổi tối tại Gạch Giá, đền thờ của Nguyễn Trung Trực. Nơi đây là nơi căn cứ địa điểm, nơi tổ chức phục vụ bà con giáo đêm. Giờ đây mời quý vị cùng tham khảo qua đôi nét hình ảnh làm từ thiện của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phục vụ trái đêm cho bà con đi lễ cầu nguyện ha. Mời quý vị cùng tiến vào bên trong để chúng ta xem đôi nét. Lắm đúng rồi chị đây. Thì thấy vào cái buổi chiều hôm nay đó, bắt đầu mặt trời đang sập xuống thì quý cô đang tiếp tục đẩy cháo cho bà con du khách chúng ta đến để dự lễ nè ha đệ. Thấy cái buổi diễn ra trong cái buổi tối hôm nay Quỳnh thấy hết sức là náo nhiệt ha. Mặc dù bữa nay chỉ là cái ngày 25 thôi nhưng mà nó đã náo nhiệt như thế này thì chắc có lẽ là tới đây tới cái ngày 28 còn ở nào hai sư đệ. Thấy quý cô phục vụ nhưng mà lúc nào quý cô cũng nở nụ cười trên môi hết ha đệ. Hình như cái việc làm từ thiện của quý cô đã cảm thấy mình cảm động quá. Chúng ta có thể lời hỏi quý cô chút xíu được không đệ? Vậy ha. Tổ từ thiện mình ở đâu vậy cô? Nó không hiểu là ban nó không hiểu. Dạ. Là ban ngày mình đãi cái gì mà giờ này ban đêm mình đãi cháu cô? Nó xuống hôm nay rồi là học cấp 4 giờ chiều đãi nước lèo. Dạ. Giờ đãi cháu. Dạ. 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 Số lượng đãi mình năm nay nhiều không cô? Tại vì hôm nay chắc nhiều hơn quá. Dạ, vô đi. Cho con hỏi thêm rồi cô, với cái buổi lễ hôm nay đó thì quý cô thấy cái du khách đến dự lễ có đông không so với mọi năm á? Mới ngày nay thì thấy cũng đông lắm rồi đó. Dạ. Vậy là cũng như là cô cũng đãi phục vụ cháu hàng năm ở tại Gạch Giá này ha, cũng như là năm nào mình cũng đến đây phục vụ hay gì cô? Đúng rồi. Rồi cô có thể
nói cái cảm nghĩ trong cái buổi lễ hôm nay đó, thấy du khách đến đông gì nè, cô thấy phấn khởi sao đó, cô nói tâm trạng của mình coi. Mình đáng như vậy là cô bác anh chị lão ăn á thấy cũng vui mừng. Rồi mình có đôi lời gì chúc cho đồng đạo đến dự lễ không cô? Chúc mấy chú là quay phim được nhiều thắng thở nha, mạnh giỏi được quay phim. Với đồng đạo đến dự lễ luôn cô. Dạ. Chúc cho đồng đạo đến dự lễ luôn. Chúc cho mấy chú đồng đạo là đến dự lễ nha mấy chú ơi. Hôm nay chưa rồi nha. Rồi, xin cảm ơn cô. Nó không phải gom lại một điểm như những cái đại hội đại lễ khác, mà nó sẽ tẻ ra nhiều điểm. Dạ. Chưa lộn. Làm gì từ thiện mà vẫn làm. Vẫn làm. Vẫn vui. Vẫn vui. Vẫn có thể hy sinh. Dạ, là không có nại công. Đó là việc làm của Bồ Tát ở đây. Đúng rồi. Đó là tiên vị đắc độ, tiên tu nhân độ, Bồ Tát phát tâm chưa độ mà đi độ người, đó là hạnh của Bồ Tát. Hạnh của Bồ Tát. Rất quý cái gì vậy? Giờ này thôi mà 8-9 giờ tối. Mà bà con nhắn dùng gì hoài. Vẫn còn ăn cơm. Nghĩ được đây. Hình như là chiều không có ăn cơm hay gì mà giờ này ăn cơm đông quá. Không phải đâu, là tại vì lượng khách quá đông ở đây. Mình thấy nè. Rồi chào tất cả mấy em ha. Xin chào. Chào mấy em ha. Thấy mấy đứa đưa nhìn thấy đứa nào cũng dễ thương hết trơn ha. Rồi. Mấy chú đi học, mấy cháu đang đi học về phải không? Cái gì mà mấy chú đi học nữa? Chắc có lẽ dần lắm hơi lẹo lưỡi á. Mấy cháu đang đi học về đúng không? Trường nào đây? Trường gì đó mời. Thôi bây giờ giờ nói cái mãi đi vào lòng dân tộc rồi. Rồi đây nè, bây giờ nè, mấy cháu có thể cho mấy chú hỏi lại nè, đứa nào cho mấy chú hỏi trước cái coi. Rồi mấy cháu kể lại với cái tình của quê đất Kiên Giang mình đó, có những cái nét đẹp nào để đi vào lòng người. Mấy cháu có thể nói gõ cho mấy chú nghe coi. Bây giờ phan, không có nghe rồi. Không có nghe rồi. Rồi. Dạ. Dạ, theo ý kiến của con là đi vào lòng người chính là đình Nguyễn Dung Trực. Và tượng của ông đã làm cho mọi người đều ghi nhớ về những cái quá khứ mà ông đã diễn ra cho nhân dân, và ông đã để lại những cái ấn tượng cho lòng người đất nước Kiên Giang này. Bây giờ chú xin lỗi thêm á. Bây giờ cái đi vào lòng người tức là do cụ Nguyễn đã làm cho đất Kiên Giang đang nổi bật. Rồi sau khi tụi con học lên, sau này con làm những cái gì để mình đền đáp lại cái công ơn của cụ Nguyễn? Dạ, mấy con sẽ kiểu như là đi làm từ thiện và kiểu như làm các giống như các cô chú ở đây nấu đồ ăn đồ cho mấy bạn ông ăn trong đình. Quyên góp được phần nào thì mấy con quyên góp ạ. Rồi giờ mình thống nhất 1, 2, 3 Kiên Giang đi ha. 1, 2, 3 Kiên Giang. Xin cảm ơn mấy em. Ủa, cô gái có thể là về thêm là mấy ngàn người nữa đó. Nếu mà anh chị và mọi người ở mọi tỉnh, nếu mà mình không thể đến đây chung vui cùng với người dân ở tỉnh Kiên Giang thì có thể xem trên các kênh truyền hình cũng như là các kênh YouTube của các bạn ở đây. Và thêm nữa là nếu được thì mình nên một lần ghé Kiên Giang để biết là Kiên Giang có những cái điều tuyệt vời, mà giống như là những cái sự mến khách nè, rồi những cảnh đẹp nè, ngay cả là tấm lòng của mọi người có thể chia sẻ với nhau. Rồi, là tấm lòng của và nhất là nơi đây là cái đất sinh ra là cụ Nguyễn ha. Rồi xin chân thành cảm ơn hết trong đoàn, cảm ơn cô gái tôn vinh người và đất Kiên Giang rất là thân thiện. Xin rồi sáng gặp lại ha. Con ở Phú An. Giờ đây thì chúng tôi lại cập nhật sau cái nhà bếp, thì quý cô đang tưng bừng, quý chú cũng đang tấp nập để chuẩn bị rau củ quả. Rửa sạch sẽ để tiến hành vào ngày mai chúng ta tiếp đãi nữa ha.
Và đây quý vị thấy quý cô đây. Quá tràng ha đây. Quá tràng ha đây. Thưa quý vị, đây là những đồ lương thực thực phẩm đang chuẩn bị cho ngày mai phục vụ nè. Nói chung là mấy cô làm sáng đêm luôn đó quý vị ơi. Chúng tôi nhìn thấy cái hành động này rất là tán thán và tán dương tinh thần phục vụ quý vị. Chúng tôi là người tu sĩ trẻ, mấy anh em chúng tôi nên cũng chưa có làm được những cái hạnh như mấy chú nữa nè. Mấy chú mấy cô mình, ví dụ người ta là cái người sống cư sĩ, lo vừa lo làm ăn và vừa tu hiền chân chắc, nhưng mà tất cả các cuộc lễ nào cũng với tinh thần là phục vụ, là làm hết cái việc từ thiện ha anh. Đúng rồi sư đệ. Để theo thấy giờ này thì quý chú phải đi tắm. Tại gì giờ? Đồ kho, chiên, xào, nấu canh chua, mắm kho. Để số lượng nhiều hả cô? Nhiều. Rồi mình đi chừng nào về? 25 đi tới 28 mới về. Dạ. Lễ cũng vui hả cô? Dạ. Là... Thái đòn đi có 4 người, 4 chị em. Đi xe đò. Làm mà có mệt không cô? Phải á, không có sao. Phải á. Dạ, dạ. Làm thiện nó phải á, dạ. Có 4 chị em mà. Cảm ơn cô ghi hình cho nó vui chứ không có gì. Dạ. Xin thưa cô chú và quý vị, giờ này khoảng tầm 7-8 giờ tối, nhưng mà vẫn các cô cũng vẫn làm nè quý vị ơi. Phục vụ rửa chén, rửa bát, rửa tô, rửa tụ cho bà con đặng sáng mai đặng dùng cơm tiếp nè. Ngoài những cái được cái bát hoặc giả là những cái dĩa sạch, những đôi đũa sạch thì quý vị phải biết được cái sự cực khổ của quý cô. Phải rửa từng những cái chén, rửa từng những cái chiếc muỗng hay là chiếc đũa để cho sạch sẽ để đến tay của du khách ha. Thưa quý vị ơi, cái mấy cô cực khổ vô cùng nhưng mà cũng vẫn làm trên cái tinh thần phục vụ ha. Đúng rồi đấy. Để thấy quý cô hết sức là tích cực ha. Đó. Ai rửa bên cái khâu xà bông thì làm có vui không cô? Có mệt gì không? Không có mệt. Không có chỗ xuống rồi. Không có chỗ xuống rồi mình đứng ở đâu? Không rộng quy giáo ngắn rồi cô. Cô ơi. Nói vài tiếng cho vui, đâu có gì đâu. Có nghĩa là cô cho tụi con phỏng vấn nhẹ về một cái đoạn quy giáo á. Cho con hỏi cô. Thì theo giờ này thì quý cô phải nghỉ để mà chúng ta tắm rửa sạch sẽ để rồi nghỉ mệt ngày mai để chúng ta phục vụ cho cái cuộc đại lễ nữa. Nhưng mà quý cô vẫn ngồi đây để rửa những cái chén á. Con thấy quý cô hết sức là tích cực. Thì với cái cảm nghĩ của quý cô á, thì có một cái động lực nào để khiến cho quý cô phải tạo nên một sức mạnh để mình rửa chén mà không bị mệt mỏi hả cô? Rồi. Một năm này có cuộc lễ của ông mà mình cũng gắng mà để rửa chén cho sạch đặng mà lo cho chăm họ. Nhưng mà cái động lực nào để khiến cô phải làm mà không biết mệt á? Dạ cái động lực nào hả cô? Thấy hình như con thấy cô xúc động phải không cô? Cái chuyện gì mà xúc động với cô? Dầu rồi nó đã. Vậy là con hố rồi, vậy là con hố rồi. Nước dầu rồi cho nó đừng có buồn ngủ á chú. Đang làm. Đang làm cho tới khuya đó. Vậy là con hố rồi. Tưởng đâu cô xúc động không mà ai về cô sức dầu. Cô sức dầu. Nhưng mà ngay trong cái câu chuyện của cô sẽ làm một cái nụ cười cho khán giả đó đệ. Lúc đầu mình tưởng là cô khóc gì xúc động trong cái cuộc đại lễ nhưng mà cô chỉ sức dầu hả đệ. Nhưng mà đó cũng là một câu chuyện vui. Rồi chúc mấy cô nhiều sức khỏe. Giờ làm mà sớm sớm nghỉ sớm mấy cô ơi. Dạ. Thưa quý vị thấy cũng vui vui. Thấy cô nhưng đó cũng là một cái nụ cười vô cùng quý giá đó đệ. Trong cái đoạn video có giá trị vậy chỗ đó lắm nha. Thưa quý vị, trước mặt quý vị đây tức là đâu cả mười mấy cái lò đang nấu tất cả lương thực thực phẩm nè. Chúng tôi đứng gần sát bên đây mà nó nóng hực hực luôn á. Mà giờ này thì quý vị cũng như sư đệ Lâm Sa Mộng đệ đang thấy không? Cái ngọn lửa đang rực lên nè. Hết sức cái độ nóng mà hai huynh đệ mình đứng cách xa 2 mét mà nó cái độ nóng vẫn còn tới đó đệ thấy không? Hết sức cái ngọn lửa ha. Thưa quý vị. Đứng mà cũng vẫn còn nóng nhưng mà mấy chú làm tích cực quý vị ơi.
mệt không chú, nóng không chú? Nóng nhiều không chú? Nóng nhiều lắm. Rồi rồi vậy mà có mệt không chú? Thấy cũng khỏe, mình làm hoài cũng khỏe quen. Nóng gì mà khỏe không? Chú quê đâu chú? Quê Kiên Giang mình, Tân Hội. Rồi với cái tinh thần nào mà chú hy sinh cái vừa sức lực của chú mà phục vụ vậy? Mình vì đạo thôi. Vì đạo vì thầy tổ của mình. Rồi, rồi chú có thể nêu cái cảm nghĩ trong cái cuộc đại lễ hôm nay, du khách đến dự, chú nêu cái cảm nghĩ phấn khởi của mình như thế nào? Thế bà con dự ông thì rất là vui, đông vui, mình rất là mừng. Rồi chú thấy có cảm động không chú? Mình cũng có cảm động, mình cảm động thêm mừng thôi chứ. Nhưng mà sao con thấy nước mắt của chú hình như đã rơi lệ? Đâu phải? Thôi. Nữa. Rồi. Xin chúc chú an lành ha. Chuẩn bị ngày mai là phát pháo khai thành đại liên tục. Không biết là trăm ngàn triệu cái bánh xèo nào để phục vụ cho bà con lễ nè. Vậy là bữa nay cũng quý cô chú cũng giá một bữa đầu rồi đó để cũng đông lắm rồi. Chiên bánh đại cho bà con. Tổ bữa nay. Bánh xèo từ thiện. Đây quý vị nhìn thấy nguyên cái dàn từ đây tới kia nữa kìa. À, chú dân vùng ngủ để chừng đồ luôn nè. Cái này quạt mát luôn. Phải bảo vệ cái đồ nghề mình cho nó chặt chẽ chứ đây. À, bảo vệ đồ nghề ha. Chú cũng chuẩn bị bảo vệ là ngày mai mình mới có thể mình đã mình tiếp tục cho cô bác người ta mà. Xin thưa quý vị, hôm nay là buổi tối. Người ta vẫn còn đông ha sư huynh. Đúng rồi đây. Bữa nay thấy buổi tối mà thấy cái lượng khách là để thấy không? Tấp nập nhau để vào những cái bàn ăn ha đây. Thưa quý vị thì từ sáng cho đến tối lúc nào cũng có khách thập phương đến đây dùng cơm hết trơn nè. Giờ này khoảng tầm là 7 giờ 6 giờ rồi đó mà vẫn còn dùng cơm. Có thể là đãi tới 9 10 giờ đêm cũng vẫn còn luôn đó. Theo như cái lượng khách của năm nay đó lắm. Đúng rồi đó đây. Hình như bà con chúng ta hưởng ứng cuộc đại lễ của cụ Nguyễn hết sức là đông ha đệ. À, giờ này còn dùng cơm nhiều quá nè. Xin thưa quý vị, nơi đây là nơi phục vụ cơm. Quá đông quý vị ơi. Chú thì mấy cô phục vụ ban ngày lẫn ban đêm luôn. Tức là giờ nào ở không là làm, giờ nào ở không là làm, chứ không kể thời gian gì. Giống như hồi sáng hôm chúng ta ghé có ban trị sự Tân Hòa đó anh. Tức là ta gói bánh tét từ sáng đêm luôn á. Đúng rồi. Hình như cái sự mà lo cho cái cuộc đại lễ bà con không nệ tính sức khỏe luôn á đây. Để thấy nè ha. Chừng nào quý cô kiệt sức á thì quý cô mới có thể ngưng thôi, chứ còn sức khỏe quý cô cứ gọt hoài đó. Để thấy không? Cái tinh thần phục vụ của mấy cô là hết sức cao độ luôn ha. Đúng rồi đây. Đáng lý ban đêm là nghỉ ngơi nhưng mà ban đêm cũng vẫn làm luôn để tranh thủ đồ rồi đãi ngày mai á. Giờ rồi ngủ còn chút xíu rồi 1 giờ là thức thì nữa rồi. Rồi 1 giờ thức hả? Thức không hơn 1 giờ đãi tới sáng nấu là tới 7 giờ là 4 nồi cháo. Vậy là từ sáng giờ là từ hôm quý cô thức là từ sáng giờ quý cô cũng làm gì hoài đó hả? Thì làm tới gai vì nó không có nghỉ mệt luôn. Có nãy tắm nghỉ được một chút. À chàng ơi, thích là quý bây giờ. Cho con hỏi quý cô, nhìn thấy cái cuộc lễ năm nay bà con đến dự lễ cùng Nguyễn đông không? Đông không mỗi năm không cô? À, có nghĩa là lượng khách năm nay đông hơn mỗi năm ha. Dạ. Rồi với cái lượng khách đông này quý cô làm gấp đôi như mỗi năm, quý cô cảm thấy có cực khổ mình có than gì không? Không. À, làm vui chết hai cái tiền. Rồi. Thôi đây. Nơi đẩy cháo đêm quý vị ơi. Bây giờ ban ngày đẩy cơm, ban đêm đẩy cháo, cái gì cũng đẩy. Buổi trưa đổ bánh xèo. Đẩy bên nào cái gì cũng đẩy hết trơn á, tinh thần phục vụ. À, đoàn mình ở đâu ý chú? Ở huyện An Phú. Phục vụ 24/24 luôn. Là hết cháo rồi thôi chứ không kể lúc mấy giờ luôn hả? Quý vị thấy quý chú chế cái quặng để đổ cháo hết sức khéo rồi đây.
Ơi, quá đông rồi nè quý vị ơi. Nhìn thấy cái quặng đổ cháo, nhìn thấy khéo hả đệ? Bây giờ là đổ thôi chứ không còn múc kịp nữa rồi. Bị quá nhiều ở đây. Là nấu chiều giờ nấu mấy nồi chú? Chiều giờ 4 rồi. 4 nồi cái ngày 4 nồi. Sáng giờ 8 nồi đó. Sáng 4 chiều 4 rồi đó. Bây giờ đang thêm nồi nữa, nồi thứ 5. Thêm một nồi nữa, nồi thứ 5 là hết hả? Vô tư. Còn sức lực là còn đẩy nữa gì hả? Cái này là đẩy vì sức lực chứ không phải gì đẩy đồ đó, tức là còn sức lực còn đẩy, có nghĩa là làm hết cái cả cái gì từ thiện luôn á. Đây hết sức luôn, tinh thần quá cao rồi. Cháo quá ngon cái gì rồi. Rồi vậy mình di chuyển ra dài dài ra. Đây số lượng quá đông quý vị ơi. Nay thì bà con đồng đạo chúng ta tập trung vào, người thì dùng cơm, người thì dùng cháo ha, để lo cho bao tử xong để có sức khỏe để ngày mai chúng ta tiếp tục dự lễ. Là mới hết một nồi à, mới hết một nồi à. Quá rồi, quá thế quý vị ơi. Rồi mà quý vị chúng ta đồng hành tiến dài ra ngoài trước. Ban đêm à, buổi lễ ban đêm. À đây cho cà phê nữa, uống cà phê đi. Uống cà phê đi, uống cà phê đi. Bây giờ uống cà phê đi. Để cà phê. À, đặc biệt cà phê các con mới uống thử rồi đó. Dạ để ngon đến giai đoạn nào để kể cho con nghe thôi. Nó một là nó ngon vừa mùi vị cà phê mà ngon vừa cái tình người nữa. Dạ tình người Phật giáo hảo là phục vụ là nhức nhói luôn. Dạ nó ngoài vậy mà chắc ra thì bên cạnh phải ngon luôn. Dạ. Rồi xin hỏi chú mình đẩy cà phê đâu chú? Với xã Mỹ Thuận. Dạ. Tám thịnh nguyên đất, ngon đất, Kiên Giang. Rồi số lượng mà đã nhiều không? Số lượng đã nhiều không chú? Đấy, sáng giờ cũng nhiều lắm, không biết số lượng nhiều. Đây, trà đường bây giờ cà phê nước cam. Dạ, tôi không dám tôi tới chợ. Có nghĩa là mình phục vụ 24/24 đúng không, sư huynh? Đúng rồi. Không có, mình từ sáng giờ có khoảng 7-8 giờ thì hết rồi ngủ rồi. 7-8 giờ tối này ha. Có nghĩa là từ đây cập nhật cho đến ngày hết ngày lễ của quận Mỹ luôn. Dạ, ngày nào mình cũng phục vụ vậy là sẽ cần quý báo rồi. Rồi cho em hỏi, hàng năm anh đều đến đây để phục vụ cà phê đúng không? Đúng rồi. Anh thấy cái cuộc lễ năm nay, cái du khách đến dự lễ anh thấy nó đông hơn năm rồi không? Năm nay tôi thấy rất là đông lắm. Vậy trong cái sự mà đông đó, rồi anh hãy cà phê đó như vậy, cái cảm nghĩ trong lòng của anh như thế nào? Có vừa mình thấy rất là vui. Thế bà con mà uống được ly cà phê như vậy mình rất là vui. Quá đây. Rồi quá tốt tổ trưởng luôn. Rồi anh có thể dùng những cái lời kêu gọi cho bà con du khách mà hiện nay còn ở quê nhà đó, đưa tới dự lễ cùng Nguyễn đó, anh dùng cái cách nào để gọi mọi người đến đây dự lễ? Thì mình cũng mời các quý vị cũng lại cụ lại đây cũng chung vui. Cái lễ dỗ của cụ nè. Dạ. Mình cũng là chúc bà con ở đây rồi xin chân thành tổ cà phê nhá. Rồi quay cho giáp luôn quý vị ơi, kỷ niệm chơi vui. Chào cô. Cô tên gì? Bích. Dạ, cũng ở Hòn Đất hả? Dạ, yeah. Quý vị những gương mặt sáng giá ở Hòn Đất Kiên Giang ha, tổ từ thiện nè. Quá đẹp quý vị ơi. Chú già cà phê nhiệt tình luôn ha. Già cà phê nhiệt tình luôn. Đãi nước cho bà con miễn phí. Từ là ngày 25 tới ngày 28. Thì ngày nay bình quân là của đội đại nước của bên Phật giáo Hòa Hảo của xã Mỹ Thuận bị Hòa Đất ở Kiên Giang, thì như vậy là tổng số là hồi sớm giờ là trên dưới cả 100 cây nước đá rồi đó. Cà phê thì bây giờ là cũng tả không nổi nữa, bây giờ nó nói chung là cũng nhiều lắm rồi. Cà phê thì sáng giờ trên 50. Số lượng này là phải số lượng cũng cam là nó cam chắc không là khoảng tấn trên tấn cam. Rồi vậy chút trà đường
đây cà phê, trà đường, cam giác, rồi luôn cả những cái nước suối, 2000 chai nước suối là trà để xong hơn hết luôn, nước suối cà phê cái gì cũng đãi cho nó quý vị ơi, miễn phí hết. Thì ngoài ra mình hỏi quý chú quý anh bên cạnh đó thì cũng có quý em cũng như quý chị quý cô cũng phục vụ cho cà phê, mà thấy em gái này phục vụ nãy giờ lúc nào nét mặt cũng nở trên môi hết à, có thể nêu cái cảm nghĩ trong cái cuộc đẩy cà phê hôm nay, em gái có thể nói mình có cái phấn khởi gì mà lúc nào mình đẩy cũng cười cho vậy, là mình có thể đem niềm vui cho mọi người á, với lại là mong muốn truyền đi những cái tích cực nhất đến cho tất cả mọi người ở mọi miền, và có thể đến Kiên Giang cùng chung vui đến người dân ở đây. Có một cái sự mến khách là thêm nữa là để thể hiện được cái lòng biết ơn đối với người anh hùng. Em gái có thể dùng lời kêu gọi hiện nay mọi người đang còn say sưa công việc gì đó mà chưa có thể đến dự lễ được đó, em gái có thể dùng những cái lời nào để kêu? Bây giờ thì chúng tôi đang có mặt tại phòng của đình của Nguyễn. Trước cửa đình thì người lại ra vào để gia đình để cúng lại, để bái. Bên cạnh đó bà con cũng kéo nhau trên một cái đoạn đường qua lại, tạo thành một cái sự náo nhiệt trong cái buổi tối hôm nay. Đây quý vị nhìn thấy đây, nguyên một khúc đường luôn, dân lắm, thấy hết sức là đông đây. Đó. Đây là hình chú nhái xanh nè chú quý vị. Chú nhái xanh năm nay là dự lễ của cụ Nguyễn Trung Trực nghe chú quý vị. Bà con nè, để thấy ngoài cái ăn uống ra, ngoài cái đẩy nước ra thì bên cạnh đó bà con cũng phục vụ thuốc cho cái du khách ha đây. Du khách đến thì vì đông người quá thì làm sao có thể tránh khỏi nhức đầu sổ mũi. Nhưng mà nhờ những cái viên thuốc đó có thể làm cho du khách đó sẽ hết bệnh và tiếp tục đi dự lễ ha. Nhức đầu sổ mũi, chóng mặt, đau bụng, mỏi tay mỏi chân, nóng sốt đều có thuốc cả. Cái nào cũng có sốt, cái nào cũng có thuốc hết trơn quý vị. Đúng ha đây. Vì thấy bên cái tổ cấp thuốc miễn phí này cũng phục vụ hết sức là tận tình ha. Nè, quý vị. Xin thưa quý vị, giờ này là giờ ban đêm lên đèn, giờ này giờ ban đêm lên đèn rất là rực rỡ quý vị, xin phố nhỏ lên đèn. Đây là cái cầu cực kỳ đẹp nha quý vị nè, Kiên Giang. Hoa đẹp quý vị ơi, hai bên nè. Trên cầu thì có đèn hoa, dưới sông cũng phải có hoa đèn ha, để nhìn thấy nè ha. Đây, những màu sắc lung linh, nước chảy trôi nè. Vô lên một đóa hoa sen, mà trong đóa hoa sen đó lại có đèn rực rỡ, hình như cái ngày hội hoa đăng sẽ thể hiện sắp tới đây ha đệ. Mời tất cả đồng đạo chúng ta hãy theo dõi kênh để xem hội hoa đăng sắp tới ha. Trời ơi, cái góc độ này nó đẹp không ơi ông nè. Đấy, quá đẹp rồi. Xin thưa quý vị, hình ảnh rất là đẹp luôn quý vị ơi. Đây là bác chị sẽ thì ở dưới sông này có hoa đèn cũng cực rỡ ở dưới bờ sông ha. Hai bên bờ lại là gian hàng và du khách đến đổ xô về dự lễ. Rồi, xin thưa quý vị, nơi đây là nơi trước cửa đình, kéo nhau về đình của Nguyễn, trước cửa đình lại tấp nập người qua lại, tạo nên được một cái sức hút, một cái sự cuốn hút trong cái cuộc
đại lễ hôm nay. Quý vị nhìn thấy nè ha, những khuôn mặt thể hiện lên rất là hiền từ để vô lễ bái cụ Nguyễn. À, quý vị thấy cũng có cái trò chơi đang hưởng ứng xanh. Đúng rồi, ông này ông huynh hùng hay quá ơi. À, chắc có lẽ vì sư huynh vừa nói chuyện vừa đang hướng tới nó. Anh Hùng là nói chung là cái chương trình nào ảnh cũng thông qua cho nó, kể cả thế giới động vật anh cũng biết luôn. Mà nhìn như hình này mà tưởng đâu con ếch, mà anh nói con nhái xanh là chính xác rồi. Tức là thế giới động vật ảnh cũng kinh qua luôn. Nếu mà nó màu vàng thì con nhái vàng hay đây. Nếu màu đỏ thì con nhái đỏ. Con nhái vàng là chưa có gặp rồi nha. Vậy đó hả? À, biết đâu người ta có thể chế tác hay sao? Đây à. Đây thì qua bên cầu chơi. Vậy đây chúng tôi đang có mặt ở cái giữa nó mới ra ngoài. Vậy đây chúng ta đang có mặt Rồi, xin thưa cô chú và anh chị em, thì trước mặt quý vị đó đây là nơi trước đó là đang chuẩn bị trước tượng đài của cụ Nguyễn. Nơi đây là nơi pháp trường mà quý vị cùng xem và coi lại di tích lịch sử ở nơi đây ha. Thưa quý vị, vào giờ này thì vào giờ đêm, những ánh đèn lấp lánh rất là đẹp để tôn vinh lên ngày trọng đại, ngày thiêng liêng của cụ Nguyễn Trung Trực, anh hùng dân tộc đã hy sinh vì nước. Thì theo được biết đó quý vị, thì nơi đây là trước kia chưa vô đây là cụ Nguyễn Trung Trực đã... mang bây giờ mình vô cái đi hả, mình nói. Đây là nơi quảng trường của thành tượng của cụ Nguyễn Trung Trực ở đây. Ở đây nữa, bữa 27 hay là 28 sẽ làm lễ đây, lăng múa ở đây nhiều lắm, hai bên xung quanh này nè, người ta đứng coi nhiều lắm á. Nữa chúng tôi sẽ cập nhật thêm cho quý vị được xem ha. Ở đây mời quý vị chiêm ngưỡng những hình ảnh bữa tối này đây. Đây quý vị, hình ảnh rất là đẹp của đoàn viên thanh niên đưa ngang phục vụ cho quý vị. Đây thấy vào buổi tối hôm nay đó, chim én hình như cũng đến hưởng ứng trong. Khoan khoan, trước, tắt rồi. Tàu. Hình ảnh đẹp luôn, rồi. Vào giờ đây thì mấy sư đệ nên thấy ha. Những loài chim én cũng lũ lượt nhau kéo nhau về. Qua đông quý vị hình như muốn dự trong những cái ngày lễ của cụ Nguyễn nè. Trước cái tượng đài của ngài. Thưa quý vị, nơi đây một điều cực kỳ kỳ lạ và quý vị bây giờ nhìn nè, một cái lượng chim khổng lồ trước tôn tượng của cụ Nguyễn. Nhưng mà để giờ bên phía tàu phải kìa đệ, nguyên cái cây đó hình như là chim đậu đầy cành luôn á đệ. Để nhìn thấy đây ha, quá là quỳ diệu hả quý vị. Đây quý vị, đây là tôn tượng của cụ Nguyễn Trung Trực đây. Để chân lắm quay gần là cho quý vị nhìn thấy nè. Quay phòng hết sức cái lượng chim là đây, để nhìn thấy nè, lượng chim trên cây nè. Để quay gần lại coi. Hết sức cái lượng chim nè. Quá chèn quý vị ơi, quá chèn ơi nè, nhìn nè. Hết sức lượng chim về đổ xô về đây quá xá nhiều luôn rồi, khủng khiếp luôn rồi. Bây giờ tiếp hai hỏi một cái là ở đây là nó có ngày nào cũng có vậy hay là cái gì? Cái gì? Có ngoài đâu hả? Hay là hỏi chợ này. Rồi bây giờ em nói chỗ thằng Quyết đi. Rồi Quynh nói chỗ không, nhưng mà nói gì đây, xe đánh kéo rồi nhưng mà không được. Đúng rồi. Tức nhưng mà không được, tức dây gọi. Đúng rồi. Cuối cùng họ bỏ đi ý niệm ha. Cái kéo xe sai rồi, để mình thấy ngừng luôn. Rồi, cho anh lại, tới lại luôn. Rồi vô ha. Lại đây anh Hồng ơi. Xin thưa quý vị, nơi đây là nơi... xin thưa quý vị, nơi đây là nơi quảng trường được tôn tượng cụ Nguyễn Trung Trực. Thưa quý vị, nơi đây cũng là nơi hành quyết ông. Vào năm 1868 và người Pháp đã chiêu ông ra dụ hàng và bắt mẹ ông và bắt một số người dân để mà kêu ông ra đầu hàng. Thì lúc bây giờ ông vì tình thương mẹ thương dân nên đã
ra để lộ diện cho Pháp. Thì lúc bây giờ thì Pháp đưa lên cụ Nguyễn, đưa lên khám Sài Gòn để xét tội cụ Nguyễn. Thì lúc bây giờ Pháp đưa nhiều cái chức vụ và quan chức tiền của đó để mà dụ ông, kêu ông để mà đầu hàng Pháp. Thì lúc bây giờ ông không có hàng, ông mới nói là nếu cho tôi làm chức thì cho một cái chức nào là chặt đầu tay á thì tôi mới làm, còn không có chức nào tôi làm cả. Thì thấy vậy thì khi mà dụ hàng cụ Nguyễn không được thì lúc bây giờ Pháp mới ký hiệp định vào năm 1868 mới đưa về Kiên Giang. Thì nơi đây là nơi hành quyết của hành quyết ngài. Thưa quý vị, quý vị thì trước khi hành quyết thì những cái tình tiết chi tiết nữa thì ngày mai ngày mốt chúng tôi sẽ kể, giờ đây xin sơ lược vậy thôi. Trước khi hành quyết và cụ Nguyễn đã đọc lên 4 cái bài thơ tuyệt mạng, đó là Thư Kiến Tùng Nhung Tự Khiếu Niên, Yên Giang Đẫm Khí Hữu Long Tiền, Anh Hùng Nhược Ngộ Vô Dung Địa, Đáy Hậm Thâm Cù Bắc Đáy Thiên. Theo việc binh dung tự thủy trai, phong trần hăng hái tước gươm mài, anh hùng gặp phải hồi không đắc báo hộ, báo hận trang trang chẳng đợi chờ. Thưa quý vị, và sau đó những nhiều giai thoại ly kỳ về nơi quảng trường của cụ Nguyễn. Thì những cái ly kỳ chẳng hạn sư đệ. Thì những cái ly kỳ chẳng hạn sư đệ thấy trước đây thì khi mà cụ Nguyễn đã mất, người dân ở đây vì tôn thờ đến ngài cho nên mới lập tượng thời ngày nay vị trí pháp trường ở đây. Thì sau khoảng thời gian thì người Pháp vẫn còn căm hận ngài cụ Nguyễn, cho nên họ dùng xe để dây cáp để kéo tượng ngài ra khỏi nơi pháp trường này. Nhưng mà vì cái sự linh hiển của cụ Nguyễn cho nên người Pháp kéo không được quý vị, kéo đứt dây hoài, cho nên ngài người Pháp mới bỏ đi cái ý niệm đó và tượng của cụ Nguyễn vẫn còn đứng sừng sững ở nơi đây. Để quý vị nhìn thấy nè ha. Thì từ lúc mà cụ Nguyễn đã hy sinh cho đến nay thì 155 năm, thì hàng năm thì các đồng đạo cũng như du khách thập phương phương xa đến đây, mọi người đều hưởng ứng lễ của cụ Nguyễn hết sức là đông. Mọi người tấp nập đổ xô nhau trở về để lễ bái, và người thì góp sức những cái ly nước, những cái dĩa cơm, những cái ly cà phê đến với du khách ha. Giờ đây thì giác tối quý vị thấy du khách cũng đến lễ bái trước di ảnh của ngài, trước cái tượng đài của ngài nơi pháp trường nơi đây. Thì kính thưa với toàn thể chư vị thính giả cũng như chư vị đồng đạo gần xa có xem đoạn video của chúng tôi đang cập nhật hôm nay. Thì với cuộc đại lễ của cụ Nguyễn hôm nay thì chúng tôi thấy đồng đạo du khách đến khá đông ha. Và có những người như đồng đạo hay quý du khách chúng ta còn ở phương xa nơi quê nhà đó, thì chúng ta thấy những đoạn video chúng tôi đang đăng lên vào những cái ngày lễ của cụ Nguyễn như thế này, thì chúng ta nên sắp xếp việc nhà bỏ gác qua một bên để chúng ta hưởng ứng cuộc đại lễ của ngài, để thể hiện lên một cái tinh thần của một cái người bây giờ có nghĩa là lãnh đạo của nước và đã hy sinh cho đất nước cũng như giành giữ lại cái giang sang cho im đẹp cho đến ngày hôm nay. Xin thưa quý vị, thì một năm mới có một lần và mỗi năm sẽ tổ chức mỗi lần khác nhau. Thưa quý vị, mỗi năm thì đều có cái hay, cái đẹp và cái kỳ diệu của những năm đó. Quý vị cũng chúng tôi kêu gọi tinh thần quý vị nên chúng ta sắp xếp công việc và thời gian để trở về lễ bái cụ và coi như là để tri ân của cái người có công đất nước, và cũng như là thắp cho cụ một cái nén nhang thể hiện lên lòng thành kính của người công dân Việt Nam. Đưa nhang lên có cao lên đặng thấy cái nhang. Xin thưa quý vị, chúng tôi nhìn thấy cái sắc phục của đoàn thanh niên ở Kiên Giang thì đang phát hương cho bà con thập phương cúng. Như vậy thì không biết em nó là tự nguyện hay là có sắp xếp gì ở trong ban không? Vậy em cho chúng tôi được biết nữa ha. Dạ, em làm việc này là tự nguyện ạ. Tự nguyện này là có cái cá nhân của cưng hay là trong cái đoàn thể không cưng? Dạ, ở trong đoàn, xuất phát từ trong đoàn thể ạ. Quý quá à. Đoàn tên gì? Dạ, đoàn của em tên là đoàn thanh niên ở trường cao đẳng sư phạm Kiên Giang. Là chủ ý của thầy cô hả? Dạ.
Thì cân hưởng ứng lễ này, mình tiếp đưa những cái cây nhang đến đồng đạo là trong suốt hết trận lễ luôn hay gì cơ? Dạ em, tại vì còn công việc học tập cho nên là em đăng ký tự nguyện từ chỉ có hôm nay thôi ạ. Rồi qua ngày hôm nay thì tới những cái thành viên khác. Qua ngày hôm nay thì sẽ có những bạn khác ở trong cái đoàn này thay phiên nhau để thắp hương, để dâng hương lên cho ông cụ Nguyễn vậy. Cho hết ngày lễ luôn ha. Dạ, cho đến hết ngày lễ ạ. À, rồi. Giờ nhân ngày đại lễ của cụ Nguyễn Trung Trực, em có đôi lời nào gỡ đến bà con gần xa cùng trở về nơi Kiên Giang của chúng ta để dự lễ ha? Dạ, thì thật ra là em rất là trân quý tấm lòng của mọi người và rất là tự hào về cái văn hóa và bản sắc dân tộc Việt Nam. Dạ. Rồi, nói đi. Dạ, em rất là quý mến cái tình yêu thương của mọi người. Có rất là nhiều cô chú, cô bác ở những cái tỉnh khác luôn. Mọi người dành thời gian trân quý của mình đến đây để thắp hương và dâng hương lên ông cụ Nguyễn và cùng nhau ăn một cái mùa lễ giỗ của ông cụ thật là vui vẻ và ấm áp ạ. Dạ. Dạ. Hỏi gì như vậy đó. Rồi bên cạnh đó cưng có cái lời kêu gọi mọi người trở về để dự lễ không? Dạ. Thì em xin gửi lời nhắn nhủ đến mọi người là đại lễ hàng năm thì rất là nhiều cái hoạt động nói lên cái bản sắc dân tộc của Việt Nam. Thì mọi người hãy nhớ đến cái ngày này và hàng năm để chúng ta cùng nhau nhìn về cái văn hóa của Việt Nam. Sự vẻ vang của người dân Kiên. Dạ, đúng rồi ạ. Rồi cưng có cái tự hào gì khi cưng ở vùng đất của Kiên Giang không? Thật ra em rất là tự hào khi là một người con của đất quê hương Việt Nam. Có rất là nhiều cảnh đẹp và rất là nhiều điều để mình tự hào về cái quê hương Kiên Giang của mình. À, dạ. Xin chân thành cảm ơn em đã có đôi lời rất là chân tình và thân ái đến tất cả bà con gần xa ha. Nhớ tới bài, nhớ bài hát mà Kiên Giang mình đẹp làm sao? Kiên Giang mình đẹp lắm. Ừ. Dạ. Nhớ nhớ không? Có phải ca nhẹ không? Bây giờ đọc đoạn nghe một đoạn thôi. Dạ. Em xin gửi đến mọi người một đoạn ngắn của bài hát Kiên Giang mình đẹp lắm, đoạn đầu. Dạ. Chiều xuống đứng bên tàu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ, Kiên Giang mình đẹp làm sao. Dạ em xin hết. Rồi xin cảm ơn em rất là nhiều. Thưa quý vị,